chiên trứng á bà. Trứng nha. Nói gì bà? Hành hả? Ờ, phi hành. Có trứng chưa? Hả? Có trứng chưa? Ờ, tàu trứng. Trứng với thịt. Thịt với củ cải. Ờ, củ cải muối hả? Củ cải muối. Hôm nay mình ăn cơm bình dị. Corona vay rồi. Không có đi chợ có cái gì ăn đó. Canh rau xanh, trứng chiên, củ cải muối với thịt ngon lắm á. Đừng làm mặn nha bà, mặn quá. Dạ, ăn được. Hai nồi cơm, một nồi cơm gạo nâu với nồi cơm gạo trắng. Mình với bà chỉ ăn cơm gạo nâu thôi, gạo trắng không ăn. Ăn gạo nâu không có bị nhức tay, nhức chân, nhức mình, nhức mẩy. Gạo trắng thì ăn này, ăn mấy đứa nhỏ ăn. Tắt, làm clip 2 phút thôi.